nha, giữ thẳng tay nha, thở nước 3 lần đi, 1, 2, 3, rồi nằm sải lai ra. Rồi, bắt đầu nha. Rồi, lắc đuôi nè. Rồi, đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, thở nước ra, ngóc đầu lên, hít hơi vào. Đó. Ô, bạn xuống nít vậy mà làm hay quá ta. Làm kiểu này là hồi bơi nè, 15, 20 phút luôn á. Mà cũng không mệt, mà chỉ bị lạnh thôi. Mắt nhìn theo chiều của cánh tay á, nâng cái tay lên đừng có lặn xuống nước sâu quá. Cái tay mà nâng lên á thì mình nổi lên, cái tay mà càng thấp xuống, chúi xuống là mình sẽ bị chìm xuống, hiểu không? Bài tập này sẽ giúp các bạn làm chủ được hơi thở của mình, giữ cân bằng để cảm nhận được nước. Còn bơi trong bóng tối và nước lạnh thế này sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi, trở nên gan dạ đối mặt với cái chết và nỗi đau thân tâm khi mang thân người thường. Đây cũng là bí quyết bơi lội để thành tiên cá. Chúc mừng những bạn nào có duyên biết được bài tập này. Tiêu đã tập luyện như vậy từ năm này qua năm kia để có được thân kim cang bất hoại, không còn bệnh tật, nhưng lại bị ô nhiễm môi trường và chất độc hại trong thức ăn gây ra, làm ảnh hưởng rất nặng đối với cơ thể. Đó cũng là lý do khiến Tiêu muốn các bạn người thường cũng thành người cá để biết quý trọng môi trường và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bởi vì cơ thể của người thường yếu, các bạn ăn các chất độc hại vô nó không có phản ứng gì hết. Nhưng nếu tập luyện cơ thể của bạn ngày càng khỏe mạnh thì các bạn ăn những thứ độc hại nó đều bị tống ra ngoài liền và nó phản ứng cơ thể rất là mệt mỏi, rất là đau nhức. Nhưng mà các bạn không bao giờ bệnh tật, yên tâm. Bạn nào muốn trở thành tiên cá thì phải tập luyện bài này nhé, để làm chủ được thân thể và tâm trí, đánh thức được các tiềm năng bí ẩn của mình. Nhưng đừng lo ngại vì chắc chắn tất cả chúng đều rất vi diệu. Từ từ mà trải nghiệm nhé các em người cá tiềm năng của Tiêu.